gì đi mua đây. Em xin lỗi đại ca. Thôi anh. Anh sẽ không đổi sự vào chỗ đâu. Vâng ạ, em cảm ơn. Uaaaaaah!
dám nó dọn quát vào. Thế mày nhìn nó đây. Mày nhìn nó đây. Đại ca, cậu phải làm thế nào? Có làm thế nào nữa? Đi thì bắt cửa mới. Đi thì bắt cửa mới thôi. Đi.